Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với một video nữa trên kênh của Fastcare. Hôm nay thì mình lại nhận được một đơn hàng thay pin của chiếc Redmi Note 10 này, và với viên pin lên tới là 5000 mAh và công suất sạc lên tới là 33W. Trước khi bắt đầu vào quy trình sửa chữa thì mình xin cảm ơn các bạn suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của mình cực kỳ nhiều. Pin mà mình thay cho cái chiếc máy này là một viên pin linh kiện thôi, tuy nhiên thì chất lượng sẽ là 1910 so với pin tin của hãng nha các bạn. Sau khi mà bên mình đã tư vấn này, báo giá và được khách đồng ý thì bên mình sẽ tiến hành thay pin cho em nó ngay nhá. Và công nhận là cái viên pin này đã bị phồng rồi. Và cái viên pin phồng này thực sự thì nó rất là nguy hiểm khi mà trong quá trình chúng ta sử dụng. Một viên pin chỉ với giá vài trăm nghìn thôi, và tuy nhiên thì mình vẫn khuyên các bạn là nên thay pin khi mà đã sử dụng khoảng tầm từ 1 năm rưỡi đến 2 năm nhá. Không phải viên pin nào cũng sẽ bị phồng như này đâu, nhưng trong quá trình sử dụng ấy thì chúng ta vẫn nên thay pin thường xuyên, hơn một chút, khoảng tầm từ 1 năm rưỡi đến 2 năm là vừa. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái viên pin với cái thời lượng sử dụng ấy nó tốt hơn, và việc mà sạc ấy thì chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn. Mình cũng đã bắt gặp rất là nhiều trường hợp khi mà các bạn sử dụng những cái viên pin mà đã sử dụng rất là lâu rồi, thì trong quá trình mà sử dụng ấy, lâu lâu ấy chỉ sử dụng được khoảng tầm nửa ngày thôi là máy đã hết pin, và điều này thì cũng gây khó chịu cho người dùng. Và kể cả khi mà chúng ta cần đi du lịch hoặc là đi công tác ấy, thì những cái viên pin như này nó mới thực sự là thể hiện cái vai trò của nó nhiều hơn. Khi mà chúng ta không thay viên pin mới ấy, thì hoàn toàn là các bạn sẽ cần phải mang theo cục sạc dự phòng, và nhiều khi nhá, nó sẽ gây bất tiện cho chúng ta trong quá trình đi công tác. Nói tới đây thì anh kỹ thuật viên bên mình cũng đã tiến hành thay xong viên pin của chiếc Redmi Note 10 này xong rồi. Bây giờ thì anh kỹ thuật viên sẽ tiến hành ráp lại cái phần chặn main và cũng như toàn bộ con ốc này, là cũng đã hoàn thành khoảng tầm 90 đến 95% rồi nhé. Bây giờ thì kỹ thuật viên đi lại một lần nữa keo viền của chiếc máy này trước khi mà lắp lại cái phần mặt lưng. Rồi, và tới đây thì quy trình thay pin của chiếc Xiaomi Redmi Note 10 cũng đã gần hoàn thành rồi. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như theo dõi. Nếu các bạn thấy clip hay thì đừng quên like, share cũng như subscribe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.